Ok, hello, đây là kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ ra video lại cho anh em xem nha. Ôi, mấy bạn em ăn Tết, chuyện đó là mình vừa tìm nick này, mình vừa bận này, mình vừa đi chúc Tết này, ăn Tết này kia, anh em thông cảm giúp cho mình nha. Và sau đây mình sẽ ra video đây đều cho anh em xem nha. À, nhưng mà tiện sau đây mấy ngày sau mình sẽ đi chơi anh em mà, cho nên mình sẽ hơi ra video hơi chậm nha, anh em thông cảm nha. Và nếu mà có ra video mà không có bình luận thì anh em việc thông cảm giúp cho mình nha anh em ơi. Ok, mình sẽ tiếp tục với cái nick này của khách nha anh em ơi. Đây. Ui giời, con vẽ được à? Chơi Elsu nha anh em ơi, mình sẽ cày đủ đứa con cho anh em xem này. Mà còn anh em nói mình way double kill. Mà còn anh em nói mình là đánh được một con thôi anh em à. Không nhớ mình đánh nhiều tiếng nha. Way bắn vô tường. Ảo tức nha. Ok, vẫn lợi thế quá nhiều rồi anh em ơi. Anh em ủng hộ mình mua nick hoặc cày thuê nha. Một viên này double. Way yeah. Ok. Này để mình dặn cho anh em xem này. Một vả. Ui. À có cái khiên. À không phải. Sao mắt không dính chơi đó nhỉ. Thôi lấy trụ trước anh em ơi. Cái thằng Vanel này. Thằng Vanel. Ôi anh em có được 7 cơ. Ôi dài. Em kiếm xong game này em sẽ kia đánh ID lại nha anh em ơi. Em xô chơi cũng phê rồi anh em à. Nhiều khi lâu được mấy trận nó hay mấy trận sau nó đánh dở đi. Còn hai mươi này làm thì nó lùa ghê không anh em ơi. Nhìn thấy nó lùa không? Ui. Thôi đi về. Đây. Thôi xa quá anh em à. Ăn lòng trước đi anh em ơi. Xin nha. Trời ơi bắn cháy quá đi anh em ơi. Một vã nữa này. Hoảng liền. Mấy cái áp sát như vậy là anh em đánh thường cho mình nên đừng có bẫy nó nha anh em. Đừng có đứng ngồi rặn ảnh hưởng team nhiều lắm nha anh em. Ui, mình tốc biến nó còn tốc biến hơn mình cơ. Ây da, vẫn ăn được nha. Thôi nó chịu rồi, mình tốc biến đi, nó vẫn tốc biến hơn mình nó công ty mà. Mình đâu có thể làm chạy được. Này. Mua phía. Chạy nè, ui. Đây nhấp trụ viên anh em ơi. Trưởng này. Một viên này. Ui anh em thấy bắn đâu ghê không. Cầm cái thánh quang á anh em. Tháp quang. Ok. Mọi người nó quẩy ghê nhờ. Một viên rồi anh em ơi. Mấy bữa nay mình không đánh nick này luôn anh em à. Phải nói là 4 năm ngày nay mình không chơi game anh em. Cho nên hôm nay mình sẽ chơi game lại nha. Chả mấy năm lo đi chơi Tết này, đi đánh bài này, đi chơi dạo cuối coi phim này, đó này kia anh em à. Nên cái này mới mười mấy sao rồi nha. Ok, nhưng mà mình ban trong ngày một ngày thôi anh em ơi, lên 30 mấy sao cho anh em luôn. Chỉ mình đi chơi, mình chơi game lại là nhanh lắm. Cái này bị tem bích. Ôi, IG anh em ơi. Ui, cái này căng quá nha. Căng quá nha. Ôi. Ôi, ao nhai. Bất ai đi thì mình chơi mua đó. Này đánh được này. Xong rồi. Chưa có ulti. Ôi. Trời, bóng gì không được luôn anh em à. Rỉ nó thôi anh em ơi. Cấu rỉ từ từ. Chơi mua đó nè, mình đi cấu rỉ thôi anh em à. Thấy không? Ê, xài chịu 2 sớm quá. Xin. Đấy, cấu đã lấy trụ nha anh em. Destroyed a tower. Nè mày mới đập ai? Mày mới đập ai xong? Á à, đập mình không kịp phản ứng luôn em à. Con này đi đâu đây? Xin. Em không ai thấy mình đang rung rồng hết em à. Đi rồi anh em thủ đang có một đang ép được thì mình cứ đây quá lãi luôn em ơi. Vừa ăn được rồng vừa được ăn ở đây cho bạn luôn. Bình tĩnh nào em ơi. Mày ăn kim cong chắc luôn. Không kịp rồi. Mình không có chừng chỉ. Stepping through. Oh, no. Thay.
Anh thay em. Em đâu có làm gì anh đâu. Lấy đầu tại hai cái này. Rồi xong, đi nha. Didn't even break a sweat. Đây. Đồ chạy đưa về sớm nè. Thôi, win sớm anh em ơi. Làm game mới. Ok. Mình ra bên đây chậm anh em không cãi, mà chả mấy ngày Tết mình hơi bận nên mình tìm nick cho khách này. Giờ mình đi chơi này, giờ mình không ra video được anh em. Mình không phải mình không ra video được, mà là mình không có chơi game được, cho nên mình không có thể nào mình ra video được. Đây, wow, mình thấy có anh em nào bình luận skin này mới ra này anh em ơi. Đẹp lắm, mình thử mình test thử dáng luôn anh em à. Vô tình khách của mình vừa nạp mua luôn nha anh em ơi. Nhưng mà đầu game này là mình tan nát của mình. Rồi nhìn ra cho bạn càng lúng khét luôn, đi chung bên heo nữa. Đầu game thì mình dưới kèo rồi anh em ơi, cho nên mình sẽ cố gắng farm xíu nha anh em ơi. Trời, Mina nó trâu ghê, còn mình nó càng không biết mùi gì nữa mà cầm con cá đi rừng không hiểu kiểu gì, bích con kêu rốt. Trời anh em thấy không? Con Mina với con Van heo thôi mà nó càng hết luôn anh em à. Trời ơi, không ba rồi anh em ơi, chắc tan nát rồi. Y hay kìa. Game này tu nát rồi anh em ơi. Ui cái gì vậy? Chơi đây sao đồ. Tôi đang sổ đồ anh em ơi, đi nào qua đây này. Xin tôi. Ok, có blue. Ê, nhìn nghe nè. Đánh được. Ui. Hay gì đâu ơi. Trời ơi, một cú mạng mình. Một chấn một pha cái cú mạng mình liền em à. Xanh lại rồi. Thằng em vô làm gì đây? Lô này ok chưa. Game này tầm này là có người kê tôi bắn rồi anh em à. Game này tôi kê tôi bắn hết anh em ơi. Ok chưa. Làm hết. Mình thấy tôi chết 4 mạng rồi, là coi thường tôi nha. Có đồ đây rồi anh em ơi. Còn nhiều skin thì bắn gì nó lực lắm anh em. Thì nó lực mới đẹp đấy, dễ sợ luôn anh em à. Ê, được búp sức mạnh đó anh em. Anh kia xa luôn này. Một nhóm lộn qua anh em ơi. Chờ tiên mình. Ui. Chơi được. Ok chưa. Easy game. Thôi biến về cái đã. Trời ơi, con cá ơi. Con cá dưới kia rồi, thiếu người rồi. Ê, đánh đâu đây. Quay. Đam to phết anh em à. Bột phát cái này, nhờ. Trời ơi, không tối tầm kìa anh em à. Ui, mất lính rồi, bị chặn lính rồi. Ui, tôi bắn lộn đi đâu em. Ok. Không có lính nữa ép nữa anh em à. Lướt chật rồi con. Trời chết luôn rồi. Khét ghê chưa. Rồi tiếp tóc đó anh em à. Rồi ép trụ win thôi anh em ơi. Né này. Lướt vô nè. Xanh vái hò luôn em ơi. Xanh như tàu lá chuối luôn em ơi.
Ok, 25 sao nha anh em ơi. Mấy video kia không hay nên mình không quay nha. Mình không gắn nha. Ok, tiếp tục như này mình chơi Irie nha anh em ạ. À. Né này. Thôi xong. Ủa sao Yuka xuống đây vậy? Ủa? Bên nó không ai đi support à? Fire! Nó xin mạng nha. Xin bù lại cái mạng này của mình. Ôi. Mày chết cha mày rồi con. Xe tăng tới. Đó, bên này nó không di chuyển theo đê luôn này mà nó muốn cam mình luôn hay sao, nó tranh lên với nhau này, khó đánh thật sự nha. Trời rừng mà xuống là chơi luôn ấy. Ôi. Trời ơi, láo này. Skin Bijan đẹp phết nha. Đẹp phết anh em nha. Trời này, ta có con tươi là chơi luôn này. Mình chưa có con tươi bạn ơi. Ấy, từ từ nè, mình chặn đầu nó bên đây nè. Đấy, từ từ. Nó đi ra nó chết à. Tóc biến. Ui, nhìn này còn cầu nó làm gì. Giờ này còn cầu. Gặp tôi pha đó tôi bỏ cầu luôn em à. Tại cầu làm gì, phí cầu làm gì. Trời, sao bọt làm gì á. Kêu này. Dạ. Quá gì mà đông thế. Ôi luôn mua khét nhờ. Chờ này. Ok chưa anh em. Ủa tôi chủ bắn tôi nha. Nói gì. Ok. Hai mươi bảy sao nhanh em ơi. Yuka FK. Tiếp thôi anh em ơi. Mình đi đơn nha anh em. Cho nên em đừng không có cái gì thắc mắc nha. Mình đi đơn nha anh em ơi. Ok chưa. Ari bị đơn đánh nó khó lắm nè. Thắng thua miết à. Cũng không gọi là khó vậy, là khó chơi. Đánh được này. Má chói nhìn lắm nha trời. Né này ngồi không qua này. Ngon thế nha. Đi đâu đây? Tôi chặn nãy giờ á. Đi đâu đây? Cướp luôn blue luôn em à. Tên team mình đang ép mấy đường dưới á, mà đi biết thế nào thằng mít nó cũng sẽ xuống đây. Đứng mình chặn sẵn anh em ơi. Lấy chỗ thôi. Chỗ thôi đó ơi. Sao? Mất mình bị gì vậy? Chịu ơi. Trời ơi, chịu. Nè, trốn. Cứ quá gì mà trốn liên tục lên em à. Van heo này khó chịu thế. Chơi được này. Trời ơi, ui, may mắn quá anh em à. Không phải đấy tụi mình. Lướt qua kia. Biết ngay mà, chờ nãy giờ. Chờ mà lướt qua kia thôi đó. Ăn cây xa phụ tôi nè mọi người ơi. Ba lên rồi, từ từ đánh nào, bình tĩnh nào, không vội vàng nào. Về cái.
Ok chưa anh em? Ok chưa anh em? Win à? Hai mươi bảy sao nhanh em ơi. Tiếp tục cái này solo với Murat nha. Murat này. Ôi mình không lên level 2 kìa. Mi cậy thế. Trời ơi. Trời ơi không cướp được em à. Ủa sao tôi bị đứng em nhờ. Không ăn được luôn nè. Em nuôi rắn này bảnh tọn hết ta. Bảnh tọn quá ta nè. Bảnh tọn. Rồi nhìn bóng vậy. Ông Ti đây, ổn Ti đi. Ông Ti xong thì nằm xuống. Tu lên. Ui. Ok anh em ơi. Mình sống này. Ui. Nè, hôm đó mình quá cầu mình cũng chết anh em à. Hai. Ui danh. Ui danh của dẻo phết nha. Rồi không lướt qua kia. Từ từ, từ từ. Ok. Đầu phết nha. Chả nào. Thích gì nào. Ít, em xu này. Em xu này. Tù lên. Ôi, cứu đang. Anh ơi, trời ơi, cào hay quá anh em à. Cậu 2 đến làm gì cậu 3 đây. Muốn ăn cậu ba, muốn ăn cậu ba khó lắm. Xin. Ai nhờ, ai nhờ, ai nhờ. Cháy quá anh em ơi, muốn cháy quá anh em ơi. Này. Win thôi. Này 28 sao. Ui. Cứ lên xuống miết thôi anh em ơi. Đi đơn khổ lắm anh em ơi. Anh em phải hiểu cái cảm giác đi đơn nó như thế nào. Đi IR đi đơn nó hơi bị chua nha anh em. Mà chứ không phải là đơn giản đâu nha anh em. Đi IR mà đi đơn nó hơi bị chua ấy. Tiếp thôi. Gì vậy? Bỏ ID đi. Ở đâu? Tướng lết game mà kêu lết game sao chứ? Là sao? Thằng này láo phết nha. Đây đừng cho. À mấy đừng hả? Mày á. Ngộ không lết game. What? What? Quan trọng cái trình này là ở đâu? Như nào? Bây giờ cái thằng này đừng có. Ok chưa? Thằng này coi thường quá rồi nha. Đang tới.
Trời ơi, ông đủ đam cơ. Thôi xong tôi rồi em không? À, hên quá, vẫn chạy được nha. Trời, tôi nhìn qua nhìn lại, tôi biết sao, tại sao tôi lại solo với Lavi anh em à. Ok chưa anh em? Trời ơi, không ăn được tôi lên kìa. Thôi đó ăn tôi lên mình vẫn lãi nha. Một cân ba mà ghi được một đọt bột nó còn là ngon ấy. Mà miễn sao vào đó mình lại không đủ đam. Ý, mất lộn rồi này. Đánh giỏng liền, đánh giỏng liền. Trong chỗ hả? Chấp cái chỗ luôn. Thôi xong rồi bọt ơi, sờ bọt ơi, cứu tôi. Ok rồi, cảm ơn. Ok. Múa đây. Follow múa đây. Còn giải nữa. Ôi má đã trâu rồi còn giải nữa. Ui trời. Ui thằng follow đã lên gì. Follow tăng à. Rồi thôi xong rồi. Cái bụi thần chết này nè anh em ơi. Cái bụi này là chuyên gia nước mình là bắt mấy AD nè anh em ạ. Chơi. Ok, cứu tôi. Ok rồi, game hay quá anh em ơi. Thôi lùi. Win rồi. Này thì coi thường tôi, đánh như nào. Dài, nhìn cái game là biết ai làm hết rồi. Đầu hàng luôn. Cái này chưa biết ta là sao, kêu thường ta quá. 30 sao rồi nha anh em. Tiếp tục thôi anh em ơi. Sếp cứng nhỉ. Mày bích ID của tao rồi mày kêu kết sếp cứng là sao nhỉ? Coi đồ ai lên được á nha. Thôi cứ lên đồ này đi rồi mình sẽ soạn đồ sau. Chết. Ôi trời ơi, bóng thật rồi trời ơi, cứu tôi mọi người ơi. Mày hộ tí này, chơi này. Hóa này, lẫm này, chọn này, bố này, double kill này. Và đây sẽ là triple kill dành cho Paul Valentino. Khỏi chạy. Ây da, ây da. Ôi lỗi. Ngon chưa? Hoa hồi sớm sẽ lại ăn được KC nữa luôn anh em ơi. Hoa hồi chậm quá. Anh cái xa này. Ui, hai thằng. Chờ mày luôn này. Thằng bên đây không dám vô luôn anh em à. Bên đây thấy mình muốn không dám vô luôn anh em ơi. Anh cái xa luôn này. Thấy mũ khét quá không dám vô luôn anh em à. Đứng ngoài nhìn thôi. Couple. Ý. Bọc xong là có mạng này nè. Ok. Ui hên quá. Ê, có phải tóc biến à. Trời, hoa có bị lỗi thế nhờ. Quăng lỗi không à. Ok. Ui, tôi đi về. Ui trời, game may mắn quá đây mà. Tưởng mất IR rồi cũng chơi được cũng khác hả? Có đâu. Let the dance begin. Chơi này. Trời ơi, qua lại chân nữa, mấy phút quan trọng kìa trời. Ok rồi.
Ấy, Y Quân đập chân rồi này. Chơi này. Trời ơi, muốn cháy ghê chưa anh em. Đấy, trụ dưới này. Hả lính nè, nó trụ. Spot, ok, cho nó spot. Trời ơi. Mẹ, 2 giây nó tiên hồi rồi, thằng spot nó làm gì vậy? Mẹ, nhầy nữa chứ. Bắt chị Vân trước. Hồi nãy nó mà đập ra là mình chạy được, mình khắc ulti được một đường, mình chơi liền. Chị Vân không bao giờ là mới chơi lại flow được anh em à. Trừ khi anh em không biết múa thôi. Ui được, động quá vậy. Anh em mày biết múa là bắt là đơn giản lắm anh em ơi. Chị Vân giờ sao lên xuống hướng tại là full tăng không nhờ. Ok, win rồi anh em ơi. Ok, hẹn anh em vào video tiếp theo của ngày mai hoặc ngày mốt nha anh em ơi. Game này mình lên được 32 sao nha anh em ơi. Hành trình đi đơn của mình cũng hơi bị đuối nhờ. Ừ, 32 sao. Ôi không có MVP à. Quýnh nhà mà không được MVP à. Ok, đóng lại. Ok, bye bye anh em nha.